Rồi, hai tất cả các bạn ha, hôm nay mình sẽ chia sẻ bằng cái cách mà kiếm tiền trên ứng dụng Honeygen ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tải ứng dụng về, thì các bạn cứ copy cái đường link này. Nếu bạn đang xem YouTube thì mình sẽ để cái đường link này ở cả phần mô tả ở bên dưới video. Tải theo cái đường link này thì các bạn sẽ nhận được 5 đô la nha. Sau khi bạn đăng ký xong bạn nhận 5 đô la liền. Còn nếu mà bạn lên trang chủ của nó hay là bạn tải bình thường thì bạn sẽ không được nhận nhận đồng nào hết. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng duyệt trình mình lên ha, mình mở Firefox lên ha. Rồi bạn dán cái đường link này vào, copy cái đường link này vào hả bạn. Ủa, kệ đây, có sẵn đây. Đây đó, rồi bạn bấm Enter ha. Rồi, đơn giản thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn trên máy vi tính, chút mình sẽ chỉ các bạn hướng dẫn các bạn trên cái điện thoại luôn. Thì đây nó có ghi nhận đây. Đó. Khi bạn 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 đã sử dụng cái đường link giới thiệu nè, đó bạn sẽ lầm được 5 đô la ha. Nó kêu bằng lít cái nút đằng dưới, lít cái nút bên dưới đăng ký. Rồi mình lít nút bên dưới đăng ký nha bạn. Đó, lầm 5 đô la. Thì đăng ký này á, mình có thể tạo mới một cái email hoặc là mình sử dụng cái email nào mình không thường xuyên sử dụng á, cũ á, mình bỏ mình không sử dụng á. Mình đăng đăng ký hoặc mình không nhất thiết là phải sử dụng cái email chính của mình để đăng ký đâu ha. Này đơn giản lắm bạn, đăng ký đơn giản rồi. .com. Rồi. Nhập password vô thì cái password là password để đi vô cái game này, muốn đặt cái đặt muốn tạo password nào cũng được hết. Mình đặt sao mình nhớ mình vô thôi, nó đơn giản vậy thôi. Rồi mình đăng ký vô ha, bấm nút là sao. Thì cái ứng dụng này nó sẽ chạy trên máy tính đó. Rồi vậy đơn giản về xong rồi đó, bạn ấy đăng nhập vô đây đây bạn, nó tặng bạn 5 đô la ha. Thì các bạn sẽ thắc mắc là cái ứng dụng này nó hoạt động như thế nào đúng không ạ? Tại sao mà chúng ta để như vậy mà nó cho tiền chúng ta đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì rất đơn giản các bạn, có nghĩa là cái ứng dụng này bạn để đó thật sự nó cũng giống như cái Google Chrome vậy đó. Khi bạn sử dụng Google Chrome á, thì Google ví dụ cái thói quen của bạn lên mỗi hàng ngày của bạn lên YouTube, bạn lên Facebook, bạn xem phim, bạn tìm các trang web của nhạc, thì thằng Google á, nó dựa vào Google Chrome đó nó sẽ thu thập cái thông tin, cái nhu cầu tiêu dùng, cái nhu cầu của bạn sử dụng internet như thế nào, thì nó sử dụng cái thông tin đó nó sẽ cung cấp, nó bán cho cái bên thứ ba là cái những cái người mà sáng tạo những phần mềm, sáng tạo những điện thoại, những ứng dụng đó, để người ta phân tích những cái thông tin, cái nhu cầu khách hàng, để người ta đưa ra những cái chiến lược, để người ta đưa ra những cái phần mềm sản xuất ra những cái điện thoại để đáp ứng được cái nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Đó, thì cái thằng này nó cũng y lên đó, nó cũng thực hiện y hệt như Google như vậy, nó cũng thu thập cái thói quen duyệt web của chúng ta để nó có những cái thông tin, để nó cũng giống như là cung cấp cái thông tin cho cái bên thứ ba đó, y hệt như vậy. Do đó thì về ứng dụng này thì nó không quá tác hại gì hết nha các bạn. Đây còn ở đây là đây là cái duyệt web đây chúng ta là có họ hỏi là chúng ta có cho phép nó giống như là thu thập cái thông tin mà chúng ta duyệt web hay không, thì ok thì mình nghĩ nó được bình thường. Ok giờ các bạn nhấn ok ha, bình thường thôi. Rồi thì ở đây đây là bạn được thưởng 5 đô la nè. Rồi đây khi mà bạn cái bạn cứ để như vậy thì tới đây khi mà bạn đạt được được khoảng 20 đô la thì bạn sẽ được rút tiền về tài khoản ngân hàng ha. Mình sẽ rút tiền về thì cái cách rút như thế nào thì cái video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì giờ bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải xác nhận cái email cái đó. Đây xác nhận lít vô confirm email ha. Xác nhận cái email trước đó. Rồi, nó đã gửi một cái đường link xác nhận về cái email chúng ta rồi. Rồi, giờ chúng ta chỉ mở email lên ha. Rồi mở Gmail lên, mở email chúng ta lên. Chúng ta đăng nhập vào cái Gmail chúng ta ha. Rồi. Nhập vô các bạn ha. Dùng này rất là đơn giản, nó cũng không có gì hết. Tại vì trong quá trình mình xem phim hay là mình ấy mình không làm gì, mình cứ bật dục mình để đó đi.
thì tự nhiên vô tình tháng hay gì đó mình cũng có được vài chục đô, khoảng 460 các bạn. Kệ tháng mà ví dụ như chẳng có làm gì hết, kệ cứ chịu khó lên, nhiều lúc lên máy tính làm việc hay xem phim gì đó, tiện tháng cũng được, tự nhiên cái được cũng khoảng mấy trăm ngàn hay cũng được đi, không cái này cũng đơn giản thôi. Rồi bạn click vô cái email như con đó, rồi mình chỉ việc bấm verify ha, xác nhận email thôi. Rồi thì sau khi xác nhận email xong thì cái phần ở dưới $5 này sẽ không còn cái chữ là xác nhận email ha bạn ha. Rồi click một thứ ba ha, thì đây là cái đường link. Ví dụ như bạn có thể sử dụng cái đường link này, bạn copy đường link này, cũng như bạn có thể chia sẻ cho người khác cũng được, người khác ứng dụng sử dụng. Đây cái đường link mình copy cái đường link thứ hai ra ha. Đây là cái đường link giới thiệu của bạn. Thì bạn có thể sử dụng đường link này, bạn hướng dẫn và giới thiệu cho người khác sử dụng. Thì khi người khác sử dụng thì bạn nhận được bao nhiêu mật ong á, thì bạn cũng sẽ hưởng được 10%, hưởng được 10% cái mật ong trong đó ha. Thì từ mật ong nó sẽ đổi quy ra tiền, quy ra tiền các bạn ha, quy đô la đó. Đó là giống như là mình tuyển cái người giống như người chơi vậy đó, mình chia sẻ cho tới người chơi, người ta tham gia vào thì mình sẽ được nhận 10% đây đó. Cái 10% cái mật ong này ha, người ta sử dụng, ví dụ ta xài người ta kiếm được khoảng chừng 100 mật ong thì bên game này nó sẽ cho bạn thêm khoảng 10% mật ong, nữa là 10 mật ong ha, ví dụ vậy. Nói chung nó này nó không nhiều đâu bạn, này kiếm tiền thì nó ở mức độ giống như là giải trí thôi, nó không nhiều. Nhưng mà nếu mà mình tích góp, ví dụ tại vì hàng ngày chúng ta cũng rất là hay lên lướt web đồ các bạn đó, máy tính nói chung nếu chúng ta để không vậy nó lại rất là lãng phí, kệ chúng ta cứ mở đại bậy bạ vậy đó, dục nó đi. Thì nhiều lúc tháng này qua tháng nọ, dù nhiều lúc tháng này tháng kia thì mình vẫn có thể là kiếm tiền trên trên cái này được. Còn nếu quá trong quá trình mà bạn có thể giới thiệu nhiều người á sử dụng thì bạn số tiền bạn sẽ tăng, chứ không phải không không phải là cứ một ngày mình cứ lên mình để chơi gì đó, mình lên lên lướt web mà ấy mình về rồi là mình sẽ kiếm được khoảng cái tầm khoảng 20 đô trong một tháng nha các bạn. Thì nãy giờ là mình sử dụng cái đường link để mình đăng nhập vào để mình sử dụng cái ứng dụng này trên cái duyệt web hả bạn ha. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải phần mềm về về máy luôn. Đây các bạn không cần phải nhớ cái đường link hay là copy cái đường link cho nó phức tạp hả bạn ha. Cứ mở phần mềm mỗi lần muốn lên lên cái Honeygain này là mình các bạn dừng mở cái phần mềm lên thôi, không có cần phải copy đường link đường này, nó rất là nhức đầu thôi bạn ha. Đây mình sẽ mở cái trang web lên, mà ví dụ bạn sử dụng Google Chrome, Google Chrome ha, đó, đơn giản thôi. Rồi bạn click bấm paste cái trang web lên trang web này, bạn click vô, bạn paste vô thôi. Rồi đó thì bạn sẽ đăng đăng nhập cái Honeygain của mình vào trên đây. Không, đăng nhập của mình, Honeygain của mình vào trong đây. Rồi mình sẽ bấm login vào. Không, đó ví dụ như mình đăng nhập của mình đi ha. Đó mình login vào các bạn ha, login vào đó. Thì đây cái giả sử đây là ứng dụng mình đây đó, login vào mà để mất công á, mỗi lần lên mình phải nhớ cái địa chỉ trang web này rất mất công, giờ mình sẽ tải ứng dụng về luôn. Đây ở đây ở trên cái phần ở trên đầu nó có ba cái mục đây, cái phần tải về Windows, tải về cho iPhone nè, tải về cho điện thoại Android. Thì mình trên máy tính thì mình click đây, máy tính đây, click cài đặt ứng dụng cho máy tính ha. Thì mình sẽ đích luôn, giữ luôn. Rồi, đích giữ lại, ok. Rồi, bạn việc bấm cài đặt thôi nhé bạn. Rồi, bấm vô cài đặt thôi. Rồi, đây, cái ứng dụng mình sẽ cài đặt đây. Đích vô, đây. Vô, rồi, nét vô. Rồi, bấm nét. Cài đặt thôi, đơn giản vậy thôi. Đó là cái nó nằm ở dưới tray trên máy mình nè bạn đó. Mỗi lần ví dụ bạn tắt đi ha, rồi tắt đi rồi tìm nó ở đâu thì trên máy tính đây, nó trên máy tính đây, trên on RAM. Thì bao giờ máy tính cũng on RAM, đây có họ Honey Again nè đó,
Dạ, làm đi đây. Rất là dễ kiếm nó. Họ bằng gõ chữ Honey Game luôn. Honey. Đó, gõ chữ Honey nó cũng ra. Đây, làm như đây các bạn. Đó, rất là dễ. Đó. Dashboard, không. Thả tên hiển thị nó chạy lên cho bạn coi. Ok thôi. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, giờ mình chuyển qua phần là hướng dẫn các bạn tải cái ứng dụng này trên điện thoại ha bạn ha. Là mình sẽ sử dụng việc web thì bạn thấy ở đây có cái mục đây Rồi mình sẽ click vào mục lem 5 đô ha bạn ha. thì cũng giống như như điện thoại á, đây cũng giống như điện thoại thấy không. Nếu các bạn click đăng ký trên đây thì bạn có thể vẫn sử dụng cái việc web của cái điểm. Nếu là bạn tại Android thì nó cũng có cái việc web của Android thì bạn sử dụng trên việc web. Còn nếu mà bạn muốn sử dụng tải ứng dụng gì luôn á thì bạn kéo lên ở dưới đây có phần Windows, Mac iOS hoặc là Android không, thì bạn sẽ tải về đây, lít lít vô Android đi ha. Nếu thì lít ở dưới đây, ở dưới có một Android đây, kéo lên cái một Android này, lít vô rồi. Bạn tải ứng dụng trên việc web về á, thì nó sẽ thông báo đây là cái tập tin, nó có thể ảnh hưởng đến gây hại, là tại vì do cái điện thoại chúng ta, bất kỳ điện thoại nào nó đều có một cái hệ thống tải. Ví dụ như trên Android thì bạn sẽ tải trên CH Play đó, còn đối với iPhone á, thì nó có cái App Store không. Đó, do đó thì bạn này bạn tải về về từ việc web về về thì nó sẽ hiện cái thông báo này thôi chứ không có gì hết. Rồi bạn bấm OK ha bạn ha. Rồi, nó không vấn đề gì đâu. Rồi bấm mở ra luôn ha bạn ha. Rồi. Đó, bạn bấm cài đặt. Đó, đơn giản thôi. Nó cũng y hệt như CH Play nha. Rồi bạn click cho phép cài đặt ứng dụng ha, vẽ ứng dụng mà click đây, mở ra ha. Rồi OK bạn. Rồi bắt về. Đó, bạn bắt click cài đặt ha. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi bạn viết sau cái cài đặt là bạn mở lên không. Rồi bạn đồng ý với điều khoản sử dụng ha, đồng ý điều khoản sử dụng. Rồi đây là phần giới thiệu, mình bỏ qua phần giới thiệu đi. Rồi ở mục View Mobile Data thì mình click vô No ha, có nghĩa là không sử dụng cái 3G ha. Đối với ứng dụng này ha, nó sẽ tốn 3G chúng ta. Còn cái hai mục là Allow on Battery thì ta click vô no nha, có nghĩa là mình sẽ không sử dụng ứng dụng này khi pin yếu không. Rồi các bạn đăng ha. Ok rồi mình chuyển qua mục mo bạn. Rồi mình click vô đăng ký các bạn. Rồi trong quá trình đăng ký bạn click vô chữ redeem promo code ha, thì code thì bạn cứ gõ vô chữ trương không, bạn gõ vô là cộng đồng, bạn gọi vô TR thì bạn có cái code này bạn mới mới được được tặng tặng cho 5 đô nha các bạn. Còn bạn đăng đăng nhập đăng ký bình thường thì sẽ không tặng nha. Rồi bạn gõ code vô 38 chữ giờ nha bạn, giờ 04 đó. Rồi ok không, bạn chỉ cần gõ đúng đúng cái mã code mình nó sẽ chấp nhận liền không. Và trên đây đâu bạn sẽ đăng đăng ký cái Gmail. Đó, bạn đăng ký Gmail mình vô. Đó, dù mình đăng ký Gmail mình đi. Đó. Đó, Gmail mình là vậy. Nó cộng gmail.com. Rồi. Rồi. Cái thứ hai là mình điền cái mã giới thiệu vô. Tại vì bạn bạn nhớ đăng nhập cái mã giới thiệu để tặng 5 đô nha, còn nếu không bạn không đăng nhập bạn login vô luôn là bạn không được tặng đâu. Rồi click đăng ký ha bạn nha, sign up. Nha các bạn, qua đây bạn có thấy không? Nè không? Mình có nè, hiển thị qua thấy không? Bạn có nè, cái tài khoản mới đăng ký nè, được 5.000 một ông nè và được tặng 5 đô. Vậy tương đương với lại 5 đô la thì tương đương với 5.000 một ông ha. Đơn giản vậy thôi. Đó. Rồi tích không sâu rất ok bạn ha. Rồi đó, đây ông chạy đây, bạn được tặng 5 đô la nha bạn, là bạn có 5 đô. Bây giờ bạn việc xác nhận email thôi, click vô xác nhận email, click vô confirm email để nó gửi một thông tin về email của mình. Rồi xong rồi, bây giờ bạn phát ra ha, bạn xác nhận email ha, bạn mở cái Gmail bạn lên giống y hệt như hồi nãy trên máy tính vậy đó. Rồi Gmail đây có nè, Honey Game Team ha. Vô. Nếu bạn mở Gmail không không có thì có thể bạn tìm trong thư mục farm trong trong cái Gmail của mình đó, là cũng có, bấm verify
không, verify email rồi xong xác nhận. Rồi nó hiển thị ở dưới là đã hoàn thành đăng ký ha bạn ha. Rồi xong. Rồi sau khi mình xác nhận xong thì mình sẽ không còn cái mục là nó kêu là xác nhận email nữa ha bạn ha. Dưới đây nè, hết xác nhận giờ nó hiển thị nè. Đó bây giờ bạn cứ việc rồi đây. Bạn cứ để đó cho bạn cứ việc là để đó. Để đó cho nó tự bằng bấm thoát ra rồi. Rồi để cho nó ứng dụng nó chìm vậy. Còn bạn muốn làm gì bạn làm ha. Đó bạn có thể xem hay là làm bất kỳ gì cũng được. Xem hay YouTube gì cũng được mà cứ để cho nó chạy bình thường vậy đó, trên wifi vậy đó. Các bạn ha, đó đơn giản thôi. Rồi xong. Đó, còn bạn thích thì bạn mở nó lên. Mở lên, rồi mở lên. Đó. Thì bạn coi nó đã được bao nhiêu rồi đó, mở lên. Rồi đó. Rồi bạn mở lên đây. Đây thì đó là dung lượng cỏ dưới nè. Đây là cái nó báo cái thông tin của cái máy của mình đây. Còn đây là cái đường link giới thiệu. Bạn có thể copy cái đường link này, copy cái đường link này và các bạn giới thiệu cho người ta ha. Đó, copy cái đường link này bạn giới thiệu cho người ta. Rồi chia sẻ của mình đến đây hết không. Nếu bạn thấy hay thì bạn có thể bấm like và bấm đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình không.